nên sử dụng Vaseline hay balm tattoo sẽ tốt hơn. Balm hay Vaseline đều là các sản phẩm quen thuộc được sử dụng thường xuyên trong phun xăm. Ngoài việc có tác dụng làm mềm vùng da được phun xăm, còn giúp bôi trơn, giúp quá trình đi kim được mượt mà hơn, lau sạch mịch hơn. Đó là trước kia thôi nha, còn giờ mọi người nên hạn chế sử dụng Vaseline. Còn vì sao thì để Trang giải đáp cho mọi người nghe nha. Khi được sử dụng trong quá trình phun xăm, các sản phẩm này được bôi trực tiếp lên các vết thương hở. Nếu lựa chọn các sản phẩm không chất lượng, có lẫn tạp chất nhiều, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục của khách. Mình tin là trước đây ai trong chúng ta cũng đã từng dùng Vaseline rồi, phần vì nó rẻ và rất là phổ biến. Nhất là các bạn gốc Bắc như Trang, thời tiết mùa đông giá rét, môi khô nứt nẻ thì đều đã sử dụng qua sản phẩm này rồi. Bạn nào đã từng dùng Vaseline ủ cho môi thì chắc chắn sẽ đều hiểu cảm giác bí bách, nhầy nhụa và bóng nhẫy. Bôi thì nó cũng có tác dụng đấy, vì nó tạo màng chắn để môi không bị mất nước do trời hanh khô, chứ không phải cung cấp đủ ẩm và dưỡng chất cho môi, nên có tác dụng nhưng không quá đáng kể. Vaseline nên dùng trước, sau phun xăm, không khuyến khích dùng trong quá trình phun xăm, vì Vaseline có thành phần chính là dầu khoáng petroleum, tạo lớp màng chắn trên da, không tan. Nếu sử dụng cho vết thương hở, dễ gây bít tắc và viêm nhiễm, làm chậm quá trình làm lành vết thương. Một số trường hợp sau phun môi một thời gian sẽ nổi mụn trắng li ti, gây rất mất thẩm mỹ. Trường hợp này còn gọi là dị ứng Vaseline. Còn đối với những dòng balm hay booster được chiết xuất từ thành phần tự nhiên, có đặc tính phục hồi cao hơn, riêng khoản bôi phục hồi da môi nứt nẻ thì đã tốt hơn Vaseline rồi. Nhờ thành phần 100% từ các nguyên liệu thiên nhiên thuần chay nên an toàn hơn khi thực hiện trong quá trình phun xăm, giúp bôi trên kim để ghi mực và da tốt hơn, giảm sưng tấy. Một số loại còn có thành phần giảm đau hay thành phần chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, giúp da phục hồi nhanh hơn. Nên Trang khuyên các bạn hãy tham khảo và sử dụng các dòng này, hạn chế sử dụng Vaseline lại nha. Có dùng thì cũng chỉ nên dùng bôi xung quanh môi lúc ủ tê để tránh cháy tê và tiết kiệm hơn thôi nha.